cho tới 10 phân. Một không. Lưới của Tấn Trương đã rung lên. Niềm vui vỡ hòa trên sân Lạch Tray. Đó là bàn thắng của Thiago. Một bàn thắng có tính giải tỏa rất cao. Và tất nhiên đây là bàn thắng rất quan trọng với cầu thủ Vincent Hải Phòng. Không thật xuất sắc hơn so với đối thủ của mình. Trong một phút bùng nổ, các cầu thủ áo đỏ rồi thì cuối cùng cũng đã có được bàn mở tỷ số cần thiết. Nỗ lực đi bóng của Đồng Đức Thắng đã mang đến cơ hội vàng để Thiago ghi bàn. Đường truyền dài của Hamed. Rồi, vào rồi. Lưới của Đinh Xuân Việt đã rung lên. Pha làm bàn là của cầu thủ mang áo số 9 Hoàng Công Thuận. Những phút cuối cùng trong trận đấu giữa hai đội bóng Vincent Hải Phòng và tập đoàn Cao Su Đồng Tháp đã có kịch tính khi mà các cầu thủ tập đoàn Cao Su Đồng Tháp đẩy cao đội hình và có bàn quân bình tỷ số 1-1. Bàn thắng được tính cho Công Thuận. Không hề có sự tham gia của Samson ở trong tình huống này. Hamed truyền dài từ giữa sân. Felix bật cao.